Mà Bồ Tát giữa đời thường, gia đình biết tu, biết tu nghe, cô biết tu, nguyên gia đình ngồi trên một chiếc xe, trong cái cộng nghiệp mà có biện nghiệp ở quận 6, xe nó đụng một phát, gia đình chết mấy người luôn, chết bỏ lại cháu con, bỏ lại cái cô đó đó. Cậu viết đơn bãi nại, còn lợ thăm cái người mà đụng gia đình chết. Người ta hỏi vì sao bà làm như vậy. Tôi là người học Phật, tin sâu nhân quả, việc gì cũng có nhân có quả. Bây giờ gia đình tôi chết rồi, bắt họ ở tù thì con cháu tôi trả nợ không xong, nên thôi, cái gì cũng do nghiệp quả mà ra. Thấy không? Thấy không? Nên ta viết một đoạn văn mà ta nêu bả là Bồ Tát giữa đời thường đó. Nên nói Pháp Sư hãy khách, ngày chịu khó chịu cực ở trong chùa, cái gì ngày cũng chịu đựng được hết. Ngày niệm Phật, thật sự muốn vãng sanh, người thật sự muốn vãng sanh cực lạc phải làm sao đó. Pháp Sư hãy khánh đó, Thượng Hải Hiền, thật sự muốn vãng sanh thì cực lạc, một câu Phật hiệu, chịu khó chịu khổ chịu cực chịu đựng hết. Thấy không, ghê chưa? Chúng ta là chưa thật sự đâu, nên chúng ta chỉ cần làm cực mà ai nói cái là mình chửi sùm lại luôn. Mình chưa có gọi là thật sự, nên bây giờ mình học đi phát tâm thật sự muốn giảng sanh. Mình thật sự muốn giảng sanh mà bệnh cái cho viên thuốc nào, chưa thật sự đó. Mình chưa thật sự giảng sanh nên khi ngồi trong cái nhà ăn á, bữa nào mà cái dĩa đồ ăn ngon ngon là mình nhìn đồ ăn á, mình gấp vài cục ngon ngon trước, còn cái da mình để lại. Cái nào ngọt mình lụm hết trơn, còn đắng mình để cho người ta. Mình chơi kiểu đó là chưa thật sự giảng sanh, chưa thật sự muốn giảng sanh, hiểu không? Nó có khi á, đồ mình phơ không bị ai rút cái quần, vậy mà mình đi quăng, mình kiếm cái quần màu giống giống mình rút lại. Mình chưa thật sự muốn giảng sanh nên mình chơi kỳ cục vậy đó. Còn cái người thật sự muốn giảng sanh, cái quần mình bị người ta rút, mình nói thiếu nợ thì trả đi, đi rút quần người ta làm gì, đúng không? Đó. Mình chưa thật sự giảng sanh nên mình đi vô phòng mình ngủ mà ai mà ngái cái là mình bực mình người ta. Ai mà muốn ngái, có cái bà kia bà nói thầy xử giùm con, cái bà này nó bà ngủ bà ngái còn hơn cái gì nữa. Nhưng tôi hỏi bà ngủ có ngái không, bà nói không, sao bà biết? Nói tờ con, lấy con không biết, ai biết bà ngủ sao bà biết bà ngái. Để tối hôm nay bà ngủ đi coi bà có ngái không, nghe không? Xong bữa sau là bà ngủ, những đứa cầm cái đồ thu âm là để ngay cái miệng bà. Chào ô, bà nằm bà làm thu âm là bà gái quá trời gái luôn. Nó đưa cho mấy bà, đưa cho bà nghe. Nói bà thấy chưa, bao nhiêu ngày tháng nay bà ngái có ai nói bà không? Nhưng mà người ta ngái là bà nói người ta, thì bà chưa phải người thật sự niệm Phật giảng sanh, đúng không? Bây giờ hỏi quý vị này, trong đây có ai thích mình ngủ mà ngái không? Kẹt quá, cơ thể của mình nó ngái phải chịu, nghẹt cổ họng nên nó ngái, chứ ngoài ra hơi nó thông sao ngái. Cái người mà ngái là nó bị nghẹt đó quý vị ơi, hiểu không? Chứ nó mà thông là nó thở bình thường, nó đâu có ngái. Nên mình chưa thật sự muốn giảng sanh nên người ta ngái là mình phải kiếm chuyện người ta, đúng không? Nên tự xem lại coi mình tu á, mình muốn giảng sanh cực lạc hay muốn giảng sanh Tây Ninh, đúng không? Nó Pháp Sư Hải Khánh nó chịu khó chịu cực, mà lúc còn sống á, nghe người ta cứ nói Pháp Sư Hải Khánh là khù khờ ngu dại, chê ông, xem thường ông, ai coi thường ông chứ. Vậy mà sau này ta giảng sanh để nó toàn thân xá lợi, để lên bằng thờ thờ. Vậy mà 14, 15 đồ mỗi ngày người ta lợi, người ta lễ lại, người ta cầu cầu xin,
Bởi vì Bồ Tát còn tại thế không tôn trọng, khi ra đi rồi mới uổng, mới tức vì sao mình không lỡ mình học. Nói không? Nhiều lắm quý vị ơi, nhiều Bồ Tát đến thế gian mà có khi mình được gần gũi mình học mà có khi mình không biết trân quý lắm quý vị à. Nói giỡn đâu. Nên Pháp Sư Hải Khánh là tấm gương phải học. Thật thà niệm Phật thấy chưa? Mẹ Hòa Thượng Hải Hiền thấy chưa? Cũng là gì? Không biết chữ nữa. Đây hôm nay là kể những người không biết chữ cho vị nghe nè. Kể cho những người mà cái tấm gương niệm Phật giảng sanh không biết chữ không nè. Muốn kể tôi kể cho mà nghe. Nó mẹ Hòa Thượng Hải Hiền không biết một chữ, đơn giản bình dị. Thấy không? Mà người phụ nữ ngày xưa người ta không biết chữ, nhưng mà người ta được dạy tam tùng tứ đức, người ta biết dạy con người ta. Đặc biệt lắm quý vị ơi. Thì biết ngày xưa, người xưa người ta thông minh, người ta không cho người phụ nữ đi học. Là lý do gì quý vị biết không? Vì người ta muốn người phụ nữ này phải làm nội trợ, phải dạy con, phải biết yên một nơi, không có được ngó đông ngó tây. Nó tại không biết chữ, không biết gì hết trơn, thì làm vợ ở nhà lo làm vợ không à. Rồi có bầu là đẻ, có biết quá thai đâu. Có nhiêu đẻ nhiêu. Nhưng mà người ta trách nhiệm người ta là nuôi con. Người ta lại nuôi ra nhiều bậc thánh hiền. Là vì sao? Người ta chân thật, nhiệt tình. Nên gọi là mẹ hiền sanh con Thảo. Đúng không? Mẹ hiền sanh con Thảo. Còn mẹ mà giáo hoặc thì sanh con điên đảo. Chứ sao? Anh Tư nó nói người ta là mẹ hiền, mẹ đàng hoàng nên sanh con Thảo. Nên từ nơi đó mà mình phải để ý cái tâm chân thật của người ta. Hiền hậu nghe, không biết chữ hiền, ăn chay nghe. Rồi lão thật niệm Phật. Khi bà giảng sanh là bà biết ngày giờ giảng sanh. Mẹ Hòa Thượng Hải Hiền á, biết ngày giờ giảng sanh. Đòi về quê, bắt buộc phải gì đưa về quê. Thờ đó khổ đó. Trời mẹ muốn gì trời, tự nhiên sao? Muốn về quê kỳ cục quá trời. Thôi về, về. Về quê mà thờ đó khổ cực, đâu có nhà ở đâu. Vậy mà đi về kiếm chỗ che mưa che nắng, rồi kêu con cháu tới, dòng họ tới nấu ăn cho ăn. Ăn một cái xong bà thì hiện bà giảng sanh, đi tự tại. Khi mẹ Hòa Thượng Hải Hiền á, mà quên, khi mẹ Hòa Thượng Hải Hiền mà giảng sanh xong, mà chị Hòa Thượng Hải Hiền gặp một cái, thấy một cái là biết Phật Pháp tốt, xuất gia đi tu. Nên độ dòng họ, độ mọi người. Không biết chữ, một câu Phật hiệu mà thành tựu thù thắng gì đó, giải quyết vấn đề khổ đau trong cuộc đời. Không phải một đời này mà là vô lượng kiếp khổ đau, một đời này chấm dứt luôn. Nó thấy ba người không biết chữ rồi đó, mà niệm Phật giảng sanh thù thắng rồi đó, vì thấy chưa? Nó rồi lão Đức Hòa Thượng Đức nè. Lão Đức Hòa Thượng mà cái người Trung Hoa người ta dùng cái chữ Đức là khờ đó quý vị. Khờ là chữ Đức á. Nên người có đức giống như khờ, chịu thiệt, chịu thua người ta. Mà lão Đức Hòa Thượng là từ khi còn nhỏ khù khờ. Nó là cái câu nó là đi tiểu không biết tránh người. Đứng đi tiểu gì gặp người ta tiểu với mình, người ta đại, trời trời kỳ cục ghê. Mẹ thấy tội nghiệp mà đi xin ăn khổ vậy đó. Mà khờ nữa, khờ mà còn nghèo mà đi xin ăn. Mẹ tội nghiệp đứa con quá, đưa con vô chùa. Để cho ở trong chùa có mấy buổi cơm để làm công quả trong chùa thôi. Đưa vào trong chùa bị chú trì vừa nhìn cái, thôi thằng này tôi không dám xuất gia nó đâu. Dặn lại ngay chăng chỗ Vi Đà Bồ Tát á, quỳ xuống bái Vi Đà Bồ Tát làm thầy đi. Kêu vậy đó. Bái Vi Đà Bồ Tát làm thầy thì ông khờ. Kêu ông bái Vi Đà Bồ Tát làm thầy thì ông nhận Vi Đà Bồ Tát làm thầy, là từ đó về sau ông xem Vi Đà Bồ Tát làm thầy. Nên mỗi đêm ông lợi Vi Đà Bồ Tát, ông cứ niệm Phật, ông cứ lại vậy đó. Ông lại rồi ông có cái gì là ông lợi ông trình lên thầy là Vi Đà Bồ Tát. Tượng mà ông nghe lời vậy đó. Tâm chân thật ông cứ niệm Phật. Ông khù khờ mà ông chân thật niệm Phật dữ lắm. Quý vị biết là khờ đến mức nghe,
Mà ông niệm Phật á, mà người ta cười chê, người ta giống như là chọc ghẹo ông á, mà người ta chỉ vô đống phân bò, người ta kêu ông lại đống phân bò đi. Ông nói đống phân bò có Phật không? Người ta nói có Phật trong á. Ông quỳ xuống lại quá trời lại, khờ đến mức như vậy đó. Rồi xong mà người ta đưa ông lại cái cây, người ta kêu ông đứng đi, rồi người ta lấy sợi dây người ta để lên cái tay ông thôi, người ta nói là chối ông lại, ông đứng đây nghe. Thì ông cứ đứng đó, ông cứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, khóc. Nó hỏi ủa sao mà đứng đây mà khóc, nó chối tôi lợ, nó chối đâu nè, trời ơi sợi dây để lên cái tay chứ chối đâu mà chối. Thấy không, khù khờ đến mức vậy đó, mà chỉ có câu Phật hiệu niệm, không biết gì niệm Phật thôi à, cứ niệm Phật chân thật niệm Phật. Nó thì quý vị biết rằng là tới cái ngày giờ sắp sửa giảng sanh là ông cứ hỏi cái ngày giờ đó hoài vậy đó, hỏi hoài. Thì xong tới ngày giờ đó người ta báo cho ông là ngày giờ đó tới rồi, cái gì tính gì, cái ông đi tắm rửa đàng hoàng, ông ra là ông ngồi giảng sanh. Được không? Ngồi giảng sanh, mà ông giảng sanh xong đó nghe quý vị, có cái người cùng quê với ông á, là ông giảng sanh nó kiểu như 1-2 năm đi, là người ta đi làm ăn xa ở xứ khác á, người ta qua bên đó ta gặp ông bệnh, nó tờ lão đức sao mà ông qua tới bên đây, thôi bây giờ tôi sắp sửa đi về quê rồi, theo tôi về quê. Ông nói một câu, duyên ở đâu thì ở đó. Thấy không? Thì quý vị thấy không, Đức Thích Ca Mâu Ni ngày nói thờ mạo pháp niệm Phật thành tựu, Bồ Tát, Phật Bồ Tát xuống thế gian thị hiện đơn giản, khuyên người niệm Phật đó. Đó những tấm gương đó mình phải học đó quý vị ơi. Thấy không? Đơn giản bình dị. Nhưng quý vị thấy những cái người mà cao xa phi thường cuối cùng không có giảng sanh thù thắng bằng những người bình thường. Thấy rõ ràng chưa? Vì cao xa phi thường ít ai làm được. Nhưng mà thường mình cao xa phi thường mình sanh tâm kiêu ngạo. Nên cái tâm kiêu ngạo nó không phải là người chân thật niệm Phật. Nên cái thành tựu cuối đời nó đâu có thù thắng. Nên quý vị để ý đi, cái người mà lão thật niệm Phật ít có ai á, mà là một cái người mà giống như mình nhìn họ không phải giống như là phép tắc hay là này kia gì nó quá dày, không phải. Mà họ rất là chân thật, rất là đơn giản, rất là bình dị quý vị. Họ rất là dễ tính, nhưng mà họ được cái là lão thật niệm Phật. Nhưng mà cuối đời họ lại ra đi rất là tự tại. Cái quan trọng là họ khuôn ngay họ chính. Nên cái thành tựu của họ là thăng giáo, hay quá, quá thành tựu lớn. Còn mình là thường á, mình đưa văn tự lên, mình học được chút văn tự cái mình trên chờ dưới biển, mình cho mình là ông cố nội của người ta không. Mình thấy ai cũng không bằng mình, nên mình thua. Mình đâu có lão thật niệm Phật nên mình rước. Học ra tâm kiêu ngạo ngã mạn nên mình thất bại đó quý vị ơi. Nên tại sao người xưa người ta không biết chữ mà người ta giảng sanh thù thắng? Vì người ta biết thân phận, người ta lo niệm Phật. Nó thì quý vị thấy ông bốn người thành tựu giảng sanh thù thắng rồi đó, thấy chưa? Không biết chữ. Quá đặc biệt. Dương Đầu Ngốc đã nói là ngốc chứ không hơn ai. Dương Đầu Ngốc là không biết đếm tiền. Nó giữa chợ búa cho tiền không biết, không biết đếm, biết xài tiền. Ai cho gì ăn sống qua ngày. Ông thầy cũng thấy tội nghiệp của ông đem về chùa. Ông dạy niệm một câu Phật hiệu, rồi ông bắt đi quét lá đa xung quanh chùa, dọn dẹp bơ củi. Có bữa niệm Phật mới đầu niệm Phật niệm vài câu nằm tại chỗ ngủ, lấy cây ông đánh. Giết rồi từ từ thành quen, cứ niệm Phật, làm cái gì cũng niệm Phật, đống củi cũng niệm Phật, quét nhà cũng niệm Phật, giặt đồ cũng niệm Phật, làm việc trong chùa niệm Phật hoài vậy đó. Vậy mà đến ngày giờ Dương Đầu Ngốc bữa đó tự nhiên đang niệm Phật, phát lên cười, ha 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 ha. Ông thầy ông tử đâu làm biến, không tu, không niệm Phật. Ông bước ra ông tình cầm cây ông quất. Vừa giơ cây là vô đường ngốc nói phàn. Hôm nay thầy không có được đánh con nữa. Mấy năm nay thầy dạy con niệm Phật, con chân thật niệm Phật. Bây giờ Phật A Di Đà báo cho con là 3 ngày sau ngày đến rước con về cực lạc. Còn thầy thì dạy con niệm Phật mà thầy lại lo đi cúng không? Thấy chưa? Thầy dạy con niệm Phật mà thầy không chịu niệm Phật. Mà thầy lo cái chuyện tá lả ở bên tùm lum tùm la, thì con thấy cái mồi của thầy khó giảng sanh. Vừa đầu gốc nó nói chuyện thấy ghê vậy trời. Thầy
Hồi đó giờ là vô đời con biết nói chưa biết niệm Phật không? Bữa nay kìa sắp sửa giảng sanh, tại vì nhờ ơn thầy dạy niệm Phật. Cuối cùng giảng sanh để là mấy câu. Thầy dạy con niệm Phật, con lại chân thật niệm Phật. Bây giờ Phật báo cho con biết là Phật rước con về Cực Lạc. Thầy dạy con niệm Phật mà thầy không niệm Phật, thầy đi cúng không? Đi lo Phật sự này, Phật sự kia, tá lả âm binh, con nghĩ sao này thầy khó giảng sanh. Nên bây giờ con sắp sửa giảng sanh rồi, thầy ở lại, thầy cố gắng niệm Phật để về Cực Lạc nghe thầy. Ghê chưa? Kinh không? Rồi đầu Dương đầu Ngốc, mấy ngày sau Dương đầu Ngốc đứng, Phật tiếp giảng về Cực Lạc mà đứng giảng sanh. Thấy không? Ngốc nghếch không biết một chữ mà giảng sanh thù thắng. Mấy người à? Năm người không biết chữ niệm Phật giảng sanh. Vương cư sĩ nghèo nàn khổ cực, mà ông này cũng cà lâm nữa, cà lâm cũng nhiều ghê. Đi làm thuê làm mướn thì lỡ ngay căn nhà đó nhà chủ biết niệm Phật, chủ biết niệm Phật. Vậy ông niệm Phật thì ông niệm Phật cùng với chủ, mà ông lại là người chân thật lão thật niệm Phật, siêng năng niệm Phật. Một ngày kia ông đang nằm ngủ quý vị, bởi vì cái công đức niệm Phật có khi cái cảm ứng thù thắng đến bất tử. Cứ niệm thì tự nhiên có cảm ứng, bản thân mình đừng có cầu cảm ứng, mà cảm ứng tự có, tự Phật điều chỉnh sắp xếp nghe không. Đừng có cầu của chừng ma giữa phá cuồng. Ăn tổ ngày nói thì vì biết rằng là cà lâm nói chuyện mập mà cà lâm. Vậy mà đêm đó ngủ tự nhiên quý vị biết rằng là có một thằng đen thui thù lùi đến nắm một cái lữ kéo một cái, ông la lên một tiếng la không tưởng tượng được lớn, đau la quá trời la. Sáng thức dậy hết cà lâm, hết cà lâm à, cảm ứng thấy chưa. Rồi quý vị biết rằng là ông càng tin niệm Phật, ông càng niệm Phật. Thì ông niệm Phật đến một ngày nào ông biết ngày giờ giảng sanh, ông báo cho mọi người là ông biết ngày giờ giảng sanh. Xong mọi người nói rằng bây giờ con ông mới có 11, 12 tuổi à, mà ông giảng sanh rồi ông bỏ bê con lại rồi, con ông làm sao? Thôi ông ở lại đi, chừng nào con ông khôn lớn học hành thành tài lúc đó ông hãy giảng sanh. Thì ông nói rằng nhân duyên giảng sanh đã đến là phải giảng sanh, còn khi tôi giảng sanh xong con tôi tự nhiên sẽ được tu. Đúng là phải đặc biệt vậy đó chứ, hiểu không? Thì vị biết rằng là đúng ngày giờ thì ông niệm Phật, ông giảng sanh về Cực Lạc. Toàn là những người đơn giản mà niệm Phật giảng sanh, vị thấy thù thắng chưa? Quá đặc biệt luôn. Còn Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không kể một câu chuyện mà cái bà này mà là biết Phật Pháp mà thích đi lễ lại, đi đầu này đầu kia lễ lại cầu xin. Gia đình có thằng con trai, cứ vợ cứ nhầm nàng dâu chuyên niệm Phật. Nàng dâu về nhà lập bàn thờ cho mẹ ở nhà, kêu nói với mẹ, mẹ cứ lo niệm một A Di Đà Phật, một danh hiệu A Di Đà Phật, mày cứ lại đi, niệm Phật lại Phật ở nhà, đừng đi đâu, đừng cầu xin gì nữa. Bà mẹ này thiện căn cũng đặc biệt, nghe lời con dâu. Từ đó về sau bà niệm Phật lễ Phật ở nhà, lo niệm Phật lễ Phật chân thật luôn. Đến một ngày nọ buổi sáng thường ăn cơm gia đình, thì quý vị biết rằng là bà nói rằng thôi các con cháu ăn cơm đi để mẹ đi tắm. Thì con cháu ngoan ngoãn chờ mẹ. Thì bà vô và bà tắm lâu quá, thằng con trai vô coi có mẹ tắm sao lâu gì. Vô thấy mẹ tắm xong hết trơn rồi, thì bước vô chỗ thờ Phật thì thấy bà mẹ đứng. Mẹ đứng kêu mẹ đứng im gu, lỡ gằn mẹ im gu, đưa lỗ tai nghe lên mũi. Ồ, mẹ mắc rồi. Đứng mà giảng sanh, một cư sĩ bình thường niệm Phật đứng giảng sanh đó, thấy chưa. Rồi đầu coi vô tủ á, nào là tang phục bà mai cho con trai con dâu cháu chắc bà mai, phải để tên rõ ràng hết luôn, chuẩn bị luôn. Nó chùa mình có một cái cô ở miền ngoài, bà bị ung thư mà bà nghe những đức giảng trong vòng 10 năm mà nhiều người ung thư chết queo hết, bà còn sống. Bà vô chùa mình, bà lại Quan Âm cái lần trước 2000 lại. Bà lại xong, lại xong 2000 lại, bà đi vào phòng hộ niệm nằm luôn. Ngộ ghê trời tao. Lại 2000 lại xong vô phòng hộ niệm nó nằm. Nằm cho mấy cô nói, cô ơi cô, ở ngoài chứ, ở đây phòng hộ niệm mà đừng có nằm ở đây.
không, tôi phải nằm đây. Nó thật gì kỳ vậy. Không cô ơi, cái chỗ ngủ chỗ khác, cô ra ngoài cô nghỉ đi, ở đây phòng hộ niệm. Nó không, tôi phải nằm đây và tôi phải đi tại chỗ này. Cái gì? Đi đâu? Đi giảng sanh, đi đâu? Xong á, bà gọi thầy Nhân An vô. Nó đây, tôi còn 3 triệu với mấy chỉ vàng, tôi đưa cho thầy, thầy đưa cho thầy Đức. Cảm ơn thầy, nghe pháp thầy mấy năm nay, nên tôi niệm Phật. Bây giờ tôi đến đây rồi, còn có nhiêu đây nè, tôi đưa cho thầy, nhờ thầy làm hậu sự giùm. Thì quý vị biết rằng bà yếu, thì bắt đầu lập ban hộ niệm cho bà. Hộ niệm bà đứt bóng luôn. Thù thắng chưa? Đó, đâu thường trụ gì đâu, nhà chăn thật niệm Phật. Tới gần ra đi, tự nhiên vô chùa đi à. Rồi xong báo gia đình đều biết này kia, rồi con cái vô à. Rồi định đưa bà về, nhưng Đức nói mẹ đã có cái duyên ở chùa hộ niệm, cố gắng tròn tâm nguyện cho mẹ. Tròn tâm nguyện cho mẹ là phước duyên lớn dữ lắm. Mấy đứa con nói gia đình còn nhiều người lắm thầy ơi. Nói thầy để cho con đưa xác mẹ con gì? Nó ở tì. Nhưng mà hồi đó trong chùa cũng có cái người, người ta có cái nguyện ở trong chùa để mà được nhà chùa với thầy lo. Mà mấy đứa con nó đem về, tự nhiên đem về gia đình chết tim hai người nữa. Trời ơi thật. Sao vậy? Đức nói thôi đem về đi. Đó là cái chuyện hồi đó, chứ sau này chắc không biết có gì không. Nhưng mà hồi đó nó có chuyện đó đó. Thôi đem bà cụ về đi, thì nhà chùa hộ niệm xong hết rồi cứ đưa về. Nó dạ mô Phật cũng xin thầy. Con còn phước báo cạn mộng lắm thầy. Sợ đem về mà làm kiểu này chắc gia đình chết ba người luôn, chết bô. Thôi nhờ thầy làm hậu sự giùm cho mẹ con. À, vậy thì được. Đây là nhờ giả đó kìa. Hiểu không? Xong rồi đây là nhờ giả mà. Đó là nhờ giả thì mình giúp người ta nhiệt tình, nó có đa dạng phương tiện. Tại vì người ta đã niệm Phật, người ta nghe mình giảng, mà người ta đi dối tới chùa lại xong 2000 lại mà giảng sanh, thì vì nghĩ cái duyên người ta đang gì, thì thôi giúp cho người ta tròn cái nguyện người ta luôn. Lo xong mừng ghê. Giúp được con người thấy mừng ghê. Thấy không? Đó, thấy không? Nó còn bà cụ sáu ở chùa mình cũng không biết chữ, biết gì đâu, vô chùa tu mấy năm đâu, biết coi chân thật niệm Phật. Bà 80 mấy tuổi, nhưng quý vị biết á, bà đặc biệt cái chỗ này nè, bà nói với mấy cô rằng các cô ơi, các cô chăm cho tôi mừng, tôi cảm ơn lắm, nhưng mà những gì tôi làm được mấy cô để cho tôi làm, còn cái gì tôi làm không được tôi mới nhờ các cô. Các cụ nghe câu này nghe, những gì tôi làm được thì tôi làm, những gì mà tôi làm không được tôi nhờ các cô nghe. Con người niệm Phật giảng sanh là cái tâm vậy, chứ không phải cái gì cũng đẩy cho người ta. Mình phải giữ cái phước. Thì quý vị biết rằng là bà chăng thật niệm Phật, bà báo cho con mà biết cái việc giảng sanh là 3 tháng trước, báo cho các con luôn. Tới cái bữa mà còn ngày mai giảng sanh là báo thằng con trai. Thằng con trai vô thăm mà nói ngày mai mẹ đi. Nó mẹ đi đâu trời? Ở trong chùa sao ở mà đi đâu nữa mẹ? Nó tao đi về Cực Lạc, đi đâu mày? Xong quý vị biết rõ ràng luôn, sáng 3 giờ sáng bà đi vệ sinh, bà đi là bà đi vệ sinh rồi xong rửa mặt rửa mày, bà vừa đi bà vừa niệm Phật. Bà niệm lớn kinh khủng luôn, bà niệm rất là lớn. Xong bà trở về phòng mà nằm ngon lành đàng hoàng, bà niệm Phật, bà giảng sanh. Đặc biệt không? Toàn là những người chân thật lão thật không quý vị ơi. Đơn giản bình dị mà dễ tính nghe, mà giảng sanh thù thắng lắm. Nó còn cái bà mà hoa sen mọc từ miệng ra, thấy không? Bà bị bệnh gì? Bị tiểu đường, mà cái chân nó ăn muốn cục cái chân, mà nghèo sơ nghèo sát, nhà không có nhà, chứ đừng nói có rác, không có nhà luôn. Quý vị biết rằng là cuối cùng, mà quý vị biết rằng là cái duyên của bà đi hốt rác, bà gặp ngay bà Phật tử đi đến chùa mình, thấy bà này tội nghiệp, cho bà này cái máy nghe pháp. Bà nghe xong bà thích quá, bà xin cái bà kia ngày Chủ nhật dẫn bà đi đến chùa cho bà tu ngày Chủ nhật. Vậy bà đi đến chùa, bà nghe những đức giảng đồ này kia thời gian. Vậy mà khi mà bà gần mắt, bà kêu người ta chở bà đi đến chùa. Bà nằm ngay chỗ cổng chùa, bà kêu cửa, bà nằm bà đợi. Vậy mà đem bà vô trong hộ niệm, đưa vô hộ niệm, nói bà đến đây làm gì? Bà nói đi đến đây giảng sanh được không? Nó trời, đâu mà nhiều kiếm hiệp quá, cao thủ. Đưa vô vòng hộ niệm đồ này kia. Rồi bắt đầu là yếu rồi ra đi.
Khi hộ niệm xong bữa sau tự nhiên trong miệng hoa sen mọc ra. Đặc biệt nhất là bé Liên Tịnh 11 tuổi. Đây gọi là lòng tin trong sạch. 11 tuổi mà công nhận dạy một phát, một phát triển thiện căn đầy đủ luôn. Nó nhà nghe Đức Sơ Sơ tôi vô chùa. Bé nó bụng bự vậy nè, 11 tuổi bé Liên Tịnh. Nói con à, mang cái thân này là khổ. Già mà có khi chết nó càng khổ ác đạn hơn. Giờ con còn trẻ, con phát nguyện niệm Phật cầu sanh Cực Lạc đi. Vì Cực Lạc là không bao giờ khổ nữa nghe con. Hỏi giờ vậy vì Cực Lạc phải làm sao thầy? Niệm Phật. Con cứ ai với là Phật, ai với là Phật, con chân thật con niệm nghe con. Thời gian ở chùa mình tính ra hơn năm hay gì ta. Nó thì quý vị biết rằng là cháu nó khi ra đi tự gì đâu đặc biệt gì đâu, con bé này nó tỉnh veo. Nó kỳ đức vừa tổ chức lễ lọc đồ xong hết trơn thì bắt đầu lên nó kêu mẹ nó mời thầy vô, nó nói chuyện đức rõ ràng hết trơn này kia. Xong nói những đức rằng khi con đi con để là thầy cái chiếc lắc Ai Với Đà Phật thiêu, nhưng mà vẫn còn chiếc lắc đó, chiếc lắc bạc đem đưa những quan nè, còn mấy cái thứ khác nó cháy rụi hết trơn. Còn bạc mà mẹ cho mắt tiêu mắt sát, không còn sát bạc luôn. Nhưng mà cuối cùng chiếc lắc Ai Với Đà Phật còn y nguyên. Nó nói là trước khi nó chưa mắc, nó nói là nó để là chiếc lắc Ai Với Đà Phật cho thầy. Đấy không? Tại vì thầy giảng một câu ơi Phật niệm đến cùng, nên bây giờ ấy, chứng minh là bổ nguyện Di Đà thù thắng chân thật. Bồ hồ nó ra đi mà nó nói chuyện mình mấy câu xong niệm Phật một chút, rồi nó nói với mẹ chào mẹ đồ này kia đồ, mẹ ở nhà cố gắng niệm Phật giảng sanh này kia, rồi xong nó chào mọi người rồi xong niệm Phật một chút ra đi luôn. Thấy thù thắng không? Nó trời ơi, một câu Phật hiệu này mà chân thật mà chịu tin đi, rồi chân thật mà niệm đi, nghèo giàu đẹp xấu lùn lé hô súng gì cũng vậy, niệm đi thì có kết quả hả? Chồng đánh chồng thương hay là vợ thương vợ đánh gì đó, chồng bỏ hay là chồng không bỏ gì, cũng cứ niệm Phật đi. Vì đến cái cuộc đời này sinh ly tử biệt một ngày nào thôi, nên mình phải bồi dưỡng cái chuyện niệm Phật để mà khi cuối cuộc đời chúng ta có một chỗ đi về quý vị. Nên chúng chùa mình mà được kể như câu chuyện niệm Phật giảng sanh này, nó tăng tính tâm lên quý vị ơi, tăng tính tâm rất là cao. Còn bên Đại Tùng Lâm này cũng nhiều ca nè, những lăng đều biết nè, giảng sanh cực kỳ thù thắng luôn á quý vị. Đó, nên từ nơi đó mà cái việc mà niệm Phật giảng sanh nhiều lắm, mà thù thắng lắm, mà toàn là những người đơn giản bình dị không biết gì đâu không nghe. Còn cái người mà biết tá lả ông binh nói trên trời dưới biển không giảng sanh. Khi cục cái nói tàu lao bác xế nói tá lạ anh binh không chịu niệm Phật sao giảng sanh. Nói quá trời mà trên trời dưới đất quá mà không chịu niệm Phật sao giảng sanh. Nên thời mà pháp niệm Phật thành tựu, nếu quý vị bám chắc câu Phật hiệu là tự nhiên bị tu có kết quả. Nhất là những người mà ung thư, những người bác sĩ nói mà mình mà ung thư, có cái bà kia bả là người tín nguyện niệm Phật mà đến khám bác sĩ nói bà bị ung thư, bả làm nè nói thật, bác sĩ nói cô từ từ cô đừng có bắn lọn, cô nó không có bắn lọn, tôi nghe tôi ung thư là bây giờ tôi phải gọi là buông xuống vạn duyên để lo niệm Phật cầu sanh Cực Lạc. Nó gì ta, cô bình tĩnh cô, bác sĩ đâu biết cầu sanh Cực Lạc là cái gì, bác sĩ tưởng đâu cái bà này nghe tin bà bị ung thư bà khùng. Bà này nói tôi không có sao hết chứ, nghe không, hồi đó giờ còn nhiều thứ tôi chưa buông được, bây giờ ung thư rồi hãy buông hết thôi, lo niệm Phật tới cầu sanh Cực Lạc. Thấy không? Nên tất cả những người mà ung thư hay bệnh này bệnh kia nghe, trong cuộc đời này nghe vị, đừng có rầu rĩ, đừng có buồn. Những người mà đi lang thang đầu này đầu kia học nghe biết nhiều tùm lum, bây giờ quay đầu lo niệm Phật đi, buông xuống mạng duyên, vì chân thật niệm Phật vì thấy kết quả. Trời ơi, kết quả lớn lắm, tôi nói thiệt chứ. Có nhiều khi mà cư sĩ còn biết nhiều hơn những đức. Ngồi nói chuyện họ nói trên trời dưới đất họ còn biết nhiều hơn mình. Họ đi quá trời, đi tá lả âm binh, đi tịnh tông học hội, đi học người này người kia tùm linh, còn mình mười mấy năm mình có đi đâu đâu, học với mấy bà già chầu không. Vậy đó mà lại làm được chuyện, thấy chưa, thấy rõ ràng câu Phật hiệu này mà chịu niệm là thù thắng. Nên mấy anh em mà vô chùa mà thường trụ này cứ lão thật niệm Phật đi, mấy anh em mà được như những đức là cũng ngon rồi, đúng không? Nó gì cao xa.
Bây giờ anh em trong chùa vô chùa tu mà mỗi anh em đều như những đức thôi là cũng ngon rồi đó. Nó, mà mấy ông mà mỗi ông một tỉnh thành là mấy ông làm mưa làm gió được rồi đó. Thấy không? Một câu Phật hiệu thấy chưa? Nó chỉ cần niệm Phật mà mấy anh em niệm Phật, lão thật niệm Phật mà sau này mấy anh em như những đức thôi. Nói khỏi là nói cái gì ghê gớm nữa. Chỉ cần như những đức thôi là mấy anh em cũng là thấy là giúp được nhiều chúng sanh rồi đó. Nó câu Phật hiệu mười mấy năm chỉ niệm Phật không biết gì đâu. Nó nên có nhiều người ta đến ta hỏi, người ta nói cái gì tùm lum tùm la, nói tôi không biết. Nó tờ tờ vậy ông pháp tự ý nghe mà sao hỏi không biết, thì không biết nó không biết, nó tầm bậy tội gì sao. Nó nói, vậy cái này thầy biết không? Không luôn. Trời sao cái gì cũng không biết chứ người tờ sao mà thuyết pháp dữ vậy? Tôi thuyết pháp thì tôi thuyết chứ cái mấy cái vụ đó tôi không biết. Đó, mình là lão thật niệm Phật, ta hỏi mình có những việc mình không biết mình nói đại không biết đi, mà có những cái mình biết mà mình đừng có nói. Vì sao? Vì nói nó cũng có làm được đâu, nói chỉ mất công mệt. Nó hỏi nhưng mà mình nói nó đâu có làm được, thôi mình đừng có nói, mình nói mình không biết đại nó còn tốt hơn. Nó không biết đi chứ đừng có mà ngồi vòng đăng ký đâu nghe. Bước vô hỏi bạch thầy, nó tao là sao ai nó kêu tao bằng thầy gì không con. Vì mấy thầy đi vắng á, mấy thầy đi vắng á rồi. Này bạch thầy, con có những cái việc xin hỏi thầy. À con nói đi con. Hiểu không? Trả lời tá lả âm binh, nó dạy tứ tung lang tan. Thôi khỏi. Ai mà vô mà thính pháp đồ này kia mà hỏi pháp thì kia, dạ tôi không biết trời ơi. Chỉ niệm Phật không bà ơi bà. Có gì bà bấm lên cái trang mà nghe thầy giảng khuyên niệm Phật đi. Con không biết gì đâu, con không biết niệm Phật không mà. Trời ơi, vậy đó nghe, nói niệm Phật không không biết gì, nhưng mà nói phà phà đó chứ chuyện vẫn chơi đâu. Nhưng mà mình ta hỏi mình biết hôm nay biết. Hỏi nó biết không? Biết. Hỏi này biết không? Biết. Thầy mà cái gì không biết. Trong cái vũ trụ nhân sinh này cái gì thầy không biết cái chàng cái con. Hỏi đi thầy trả lời cho nghe, nghe không? Hiểu không? Trời nói chút nói sai tầm bậy tầm bạ chứ. Nói chút nói họ hỏi tánh không, tánh có tùm lum la mình cũng trả lời luôn nói. Sợ nói không biết mắc cỡ nó trả lời chút trả lời tào lao không? Ăn tội chết mồ luôn hay không? Nó hỏi vô này kia cao xa quá, mình thấy nó không có làm được. Mấy cái tên đó là mấy cái tên mà đi tìm kiếm cao xa, hỏi mình nói không biết. Không biết cái gì chứ á. Chỉ biết nuôi 2000 người. Nó thờ ơi thờ. Nghe ốc ác nổi cùng cùng. Ông biết chứ không biết nuôi 2000 người được không? Nó, quý vị biết rằng cái văn tự là cho quý vị nghe và quý vị tự lý giải. Nhưng mà con người nó mới sống động. Nhưng mà mình ở trong bao nhiêu ngàn con người mà mình vẫn sống mình lo cho người ta. Đây mới là cái pháp sống động, trong phiền não bước ra và trong an vui phát triển. Nói không? Từ nơi đó mà dưới bao nhiêu con người mà sống được, mà cùng tu cùng niệm Phật, đây nè mới là điểm hạnh phúc tuyệt vời nè. Cao xa làm chi cho nó mệt, thấy không? Còn ngồi chung với nhau mà anh em biết tu với nhau, ngồi mà nói chuyện trên trời dưới đất rồi đó. Có những người vô cộng tu cũng nói ghê lắm á. Vô cũng ngồi thuyết pháp đồ kịch kịch luôn. Vô phòng ngồi, ở lại đây. À, ông à, tôi, đó. Lia nó lịa chân trầu. Thôi mình mà nghe kêu đó mình nói thôi được. Ông này thấy chịu thua. Nói trên trời dưới đất cái này chắc không có hành trì gì đâu. Thấy không? Nếu như mà mình nhào vô mình nói mà đấu tranh văn tự là mình biết sai rồi đó. Mình im gu đi, mình A-di-đà-phật. Xong chuyện, hiểu không? Như mấy anh em trong chùa cũng gặp á, gặp nhiều người nói thấy ghê lắm á trời. Nói trên trời dưới biển lắm á nghe. Mà nghe cái vỗ đó rồi mình A-di-đà-phật. Thôi, sao mà niệm Phật vậy mà? Niệm Phật thôi chứ biết gì đâu. Không nghe mấy vụ này không biết, chứ niệm Phật thôi. Nếu mà chân thật vậy thì gọi là chân thật niệm Phật rồi. Người ta kể bao nhiêu câu chuyện niệm Phật giảng sanh. Bây giờ thì người ta gom lại là cái gì? Văn tự cao siêu không làm được. Nên lão thật niệm Phật là tốt nhất. Đúng không?
Lúc nào nhà Đức cũng phiền vậy đó. Tại vì sao? Vì chúng ta chưa giảng sanh. Ngày nào cũng khuyên niệm Phật giảng sanh. Vì đâu ngày nào cũng khuyên niệm Phật giảng sanh thì thầy. Sao thầy không nói cái khác? Nói bà giảng sanh chưa mà nói cái khác. Chừng nào bà giảng sanh đi tôi nói cái khác. Bà còn chưa chơ ở đây mà. Có cái thằng đó là nó gặp Nhân Đức. Nói, thầy, sao ngày nào thầy cũng nói niệm Phật giảng sanh thầy xiên quá vậy? Ngày nào cũng khuyên niệm Phật giảng sanh chứ. Tôi thấy chưa từng thấy ông thầy nào xiên như thầy luôn. Sao thầy không nói cái khác? Cái này mày có giảng sanh chưa mà nói cái khác. Đúng không? Mày với tao còn chờ giờ ở đây mà sân si tá lả ở bên. Mà mày không nói niệm Phật giảng sanh mà nói cái khác. Mày nói cái khác với tao với mày đi làm cá thác lát quá. Đừng nói giảng sanh. Thấy chưa? Chưa giảng sanh thì cực lạc thì nói niệm Phật thôi. Chừng nào mà về cực lạc đi rồi tao với mày nói cái khác. Mà lúc đó mình về cực lạc là mình là Bồ Tát rồi. Sợ gì nữa. Đúng không quý vị? Đó. Cái người mà chân thật hành trì mà nghe ngày nào cũng khuyên niệm Phật nó hứng thú lắm quý vị. Vì câu Phật hiệu là chiếc thiền từ đưa chúng ta về bến giác. Mà không nêu chỗ này để mà nương tựa sao mình thành tựu con đường giảng sanh. Tôi nói niệm Phật giảng sanh không? Nhưng mà tôi nói hoài được đó. Có ai nói hoài được đâu. Nó nói hoài người ta chán. Người ta nghĩ rằng người ta là người biết nhiều. Nói câu Phật hiệu, nói niệm Phật hoài là nghĩa là quê mùa không biết. Nó kệ tôi. Tôi quê mùa không biết gì mà chủ nhật 4-5 ngàn người lỡ nghe Pháp là được rồi. Đúng không? À, nói hoài là được không? Nói câu Phật hiệu nói hoài nói tới nào chết thôi. Chết xong gì cực lạc chở lại nói nữa. Ôi trời. Nó kể ra, nó ngồi nó kể ra, nó tàu ô xưa miền Nam ở chùa Pháp có ông. Nó nói niệm Phật, nó nói tối ngày sáng đêm, nó nói hoài. Nó giảng một câu Phật niệm đến cùng, quyết chí một đời vãng sanh cực lạc quốc. Mà nó giảng cả đời, tàu đầy hết trên mạng hết. Vì mà bây giờ mười mấy năm sau, không xuất hiện đâu, ông ngoài Bắc mà không giảng nữa. Tàu ở đâu mà xuất hiện ông này nữa tàu. Chưa. Tại vì sao thấy miền Bắc ít có người khuyên niệm Phật. Phật tử người ta cầu cạnh. Thì mình mai mốt thế nào mình cũng ra ngoài đó làm chiến. Đúng không? Nên từ nơi đó mới bị biết rằng câu Phật hiệu này thù thắng lắm, không có đơn giản đâu. Trời ơi. Nó cỡ tổ sư mà đại sư Ngẫu Ích bậc tu gọi là thiền mà đạt đại ngộ mà cuối cùng bệnh đau mà gọi là không giải quyết vấn đề sanh tử. Mà đọc sách của đại sư Liên Trì mà cuối cùng mà niệm một câu Phật hiệu mà nói rằng bây giờ một vạn con trâu kéo tôi kéo cũng một vạn con trâu kéo tôi mà kéo cũng không nổi tôi, thấy chưa? Nó cuối cùng quy hướng niệm Phật không? Thấy không? Thông tông thông giáo rồi người ta mới niệm Phật. Còn mình chưa thông cái gì chứ mà mình niệm Phật cũng không đơn giản đâu quý vị ơi. Chưa? Nó đại sư Liên Trì mà đi tham học mà hiểu khắp nơi nơi hết trơn. Vậy mà cuối cùng đi lên Lô Sơn vậy đó. Mà ta lỡ người ta hỏi này kia là không biết cái gì. Quá thỉnh cầu. Để nhờ cầu mưa giùm. Nó vậy tôi làm gì làm theo nghe không? Dạ. Xong cầm cái mỏ nha xíu, cầm cái cây gõ. Bon. Tôi làm gì làm theo nghe, đi theo nghe. Nam mô A Di Đà Phật bon. Nam mô A Di Đà Phật. Cứ niệm vậy đi theo nó niệm. Vậy mà ngày niệm đến đâu là mưa đến đó. Cuối cùng người dân thấy đây là bậc cao tăng. Thấy không? Gom góp tiền bạc rồi lại cắt chùa nơi đó để ngày độ sanh. Thấy chưa? Thù thắng không? Nó đó là hiểu hết chơi người cuối cùng nó quy hướng ta niệm câu Phật hiệu đó. Mình không hiểu cái gì hết. Vậy mà mình niệm Phật cái vị nghĩ đơn giản không? Tôi hiểu, hiểu cái gì? Hiểu niệm Phật là lợi ích. Vậy thôi. Nó từ một thanh niên ngoài đời ăn nhậu bê tha hư hỏng. Một mình lo không xong mà bây giờ lo cho bao nhiêu ngàn người, làm bao nhiêu chương trình mà chỉ có niệm Phật không vậy? Vậy là niệm Phật lợi ích thì còn gì? Chứ niệm Phật mà không lợi ích sao tôi làm được nhiều chuyện gì? Mới tổ chức chương trình khiếm thị mà gần 6.000 người. Quý vị thấy biết bao nhiêu tiền bạc mà nói chưa?
mà nhờ chỉ có niệm Phật không mà làm được. Vậy là tôi biết niệm Phật này là đúng là vạn đức hồng danh, phải tin, chân thật mà tin mà niệm. Cái nơi nào khô cằn sỏi đá, một ngôi chùa trên núi đá, gió thổi bay cái nóc chùa, còn có cái am nhỏ kế bên mà có ông thầy chuyên niệm Phật lợ đó ngồi đó niệm. Vậy mà niệm trong vòng một năm sau ngôi chùa nó xây lợ đàng hoàng, cuối cùng Phật tử lên tu y y. Ghê chưa? Cái dùng đất cho người ta không lấy, đất khô cứng, cỏ cũng chết, đừng nói chi trồng cây. Đất cho không lấy, có ông thầy lên đó niệm Phật. Niệm Phật 5 năm sau, 6 năm sau, đất nó trở thành vàng. Ghê chưa? Ghê không? Tịnh Thất Quan Âm, ngày xưa đất mới lên, thầy lên đó, đất cho tao không lấy. Vì mà giờ đất trên đó, giờ tắt đất tắt vàng, mà trên núi luôn. Ghê chứ quý vị? Hồi xưa nhà Đức xuống với hộ pháp, ngày nào cái khu công nghiệp không biết cái gì ấy, cái mùi cá nó bay qua, dù dù bay qua. Trời ơi, buổi tối mình vừa 9 giờ mấy mình chuẩn bị ngủ, tự nhiên nghe cái mùi cá nó bay qua lên mũi làm nè. Ghê thì quý vị, cá gì đâu mà tanh rình. Mấy anh em rồi chưa biết mà, thôi thì ghê lắm quý vị. Ngày nào gió nó cũng bay qua. Trời ơi, nhiều người nói cái này là cái mùi này mà hít chết chết. Nhiều tên nhát nhát chạy mất dép, chạy đi mất tiêu, còn mấy thằng nào gan ở lại. Còn những đức thì khùng sợ ma ở lại, không biết sợ là gì. Niệm Phật 3 tháng sau cái mùi đó bay đâu mất tiêu. Kinh chưa? À, kinh khủng chưa? Vậy bị xuống hộ pháp bị coi hoàn cảnh kìa, bước vô như quang minh phổ chiếu vậy đó. Nói vị thấy cái nơi niệm Phật có thấy kinh không? Nó tự nhiên mình thấy nó phát triển quá trời luôn. Nên tôi nói câu Phật hiệu này tôi tin dữ lắm. Tôi làm cái gì tôi thành công cũng nhờ tôi tin Phật mà tôi thành công đó. Nên học cái gì nhiều đi chăng nữa, nhưng mà trong cái thời mạt pháp này mà không niệm Phật là bạn chịu thua. Nên cái người mà có giỏi cỡ nào đi chăng nữa, hiểu biết bao nhiêu thứ tiếng đi chăng nữa, nhưng mà không có cái tiếng nào bằng cái tiếng A Di Đà Phật đâu em. Được chưa? Con nhỏ kia nó còn trẻ lắm, mặt nó mụn không? Trẻ mặt mụn không biết buồn cái nào chưa? Buồn nhất là mặt bị mụn. Gái mà mới có 22 tuổi mặt mụn đầy. Lỡ nghe nhà Đức giảng vui quá, gặp nhà Đức hỏi: dạ thưa thầy, em nó đâu hiểu đạo nhiều đâu, dạ thưa thầy, nó xưng em đàng hoàng luôn, em mặt mày mụn không? Em buồn số phận của em, mặt mày mụn đen thui nhìn xấu xí quá, thầy có cách nào giúp em hết mụn không thầy? Xong rồi những đức làm vậy nè, xong cái đầu những đức quay qua bên kia làm nè, xong cái đầu nhắm mắt lại. Lúc đó là nó đang lắng nghe quý vị, giống như Hòa Thượng Tịnh Không á, mà khi học với ngài Chương Gia Đại Sư á, gặp nhau á, tự nhiên ngồi im gu đạo lực tao. Hai ông ngồi im gu nửa tiếng đồng hồ, vậy mà vẫn ngồi im gu nửa tiếng đồng hồ để chờ gặp mình, mà kiểu mà hỏi đạo một cái mà im gu trong vòng chừng 10 phút mà nói xin chào thầy tôi về. Sức kiên nhẫn mình kém hơn người ta, hiểu chưa? Ngày xưa Hòa Thượng Tịnh Không mà lỡ học với ngài Chương Gia Đại Sư là ngồi nửa tiếng đồng hồ im gu, hỏi một câu nửa tiếng đồng hồ im gu. Trời trời, nói chuyện mà kiểu này chắc thôi đi về luôn quá. Hỏi một câu trả lời nửa tiếng mới trả lời một câu,
Vậy mà ấn tượng cả đời luôn. Nửa tiếng là định lại. Nhỏ nó hỏi, mình cũng không có dám im gu, mình cũng ngọ ngoại chứ. Thở ra nhìn tới nhìn lui, mình nhắm mắt lại, nó đang canh mình nha. Tưởng nó bật cao nhăn gì, chuẩn bị mở mắt ra nói gì đây. Tự nhiên nó đang canh mình, biết nó đang nhìn mình. Mình làm cái đầu mình ngước mặt mình làm nè, hết hồn. Nó bây giờ thầy chỉ cho em đó, để xưng em với thầy. Nhưng mà nó bây giờ thầy chỉ cho em một cách mà em có thể hết mục, nhưng em phải chăng thật là nghe chưa. Cái đầu lúc đó nó định tâm được, nó nghe mình, nó nói thầy chỉ em đi. Bây giờ thầy nói em tin không? Nói trời ơi, thầy mà nói là em tin liền thầy ơi. Dòng do tao quá, cuối cùng mình nói bây giờ em về em nhớ ai với Đà Phật, em niệm ai với Đà Phật, em đừng có soi bói cái mặt em nữa. Một tháng sau em đừng có nhìn cái mặt của em. Nhớ kỹ, đây là một cái phương pháp bí truyền. Tại xưa giờ chưa chỉ ai, cô là người đầu tiên. Nhớ niệm Phật, sáng rửa mặt xúc miệng, nhưng đừng có nhìn cái mặt trong vòng một tháng. Cứ lo nhớ Phật niệm Phật không thôi. Tự nhiên sao mình nghĩ gan dĩ quý vị. Chậu chậu thì nó muốn hết mụn, nó mừng quá. Mình chỉ là nó mừng dữ lắm rồi. Thì bây giờ cái mặt nó mụn nhiều là do gì? Nó soi bói cái mặt hoài, tối ngày thì nó mụn thêm. Mình nghi vậy đó. Mình nói phải là cái mặt này tối ngày lấy cây, lấy kem đâm chọt rồi nhổ rồi bóp rồi nặng mà thành cái mặt này, phải không? Nói trời sao cái gì thầy cũng biết hết trơn vậy thầy. Tôi mà không biết ai biết trời. Thì bây giờ những đứa nói em muốn hết mụn thì em không được nhìn mặt trong vòng một tháng, không được đụng vô mặt trong vòng một tháng. Khi rửa mặt xong là phải tránh cái kiến liền, không được nhìn. Một tháng thì nó mới có kết quả, nghe chưa em. Chân thật nhớ Phật niệm Phật, phải niệm Phật nghe không? Đeo máy niệm Phật lấy Phật sáng tối, chủ nhật đến đây cộng tu. Chân thật làm đi. Rõ ràng quý vị ơi, trong vòng một tháng sau mặt nó hết 70%. Kinh khủng thiệt, ghê chưa? Tại vì sao? Vì nó không nhìn cái mặt, nó lo niệm Phật không thì mấy thằng mụn nó bị bỏ phế, nó buồn nó đi. Vậy thôi, có gì đâu trời. Giống như bây giờ cái thằng nào nó yêu mình mà mình không yêu nó, nó lại nó chọc mình tối ngày, nó kêu em, mình không ngó ngàng gì tới. Mình lo mình niệm Phật không thì nó thấy kỳ quá, nó bỏ đi chỗ khác, thì mụn nó cũng y rang vậy. Thấy chưa? Hay chưa? Quá hay luôn. Đó. Những đức nói bây giờ còn 30%, em tiếp tục cố gắng một tháng nữa là đức. Chứ em bây giờ về mà em nặng là nó mọc lên lại. Nó thì thấy chưa, không ngộ cái mình chỉ nó thiệt mà. Vì mà nó về tại vì nó muốn hết mụn, nó làm cho bằng được. Thấy chứ, vì niệm Phật trong vòng một tháng không đụng mặt mày luôn. Nếu nói như vậy thì con người mà sân si nghiệp chướng nặng nề, mình cho mình là nghiệp nặng nề, mình đừng có cho mình là nghiệp nặng nề. Mà mình từ hôm nay chỉ cần nhớ Phật niệm Phật, thì nhớ Phật thì chuyển nghiệp. Chứ là sao? Nhớ Phật thì chuyển nghiệp, đúng không? Vậy thì bây giờ chồng mình nó nhậu nhẹt bê tha, mình muốn chuyển chồng bằng cách nào? Mình cứ luyện mình nè, mình niệm Phật nè, mình sống cho vui cho tốt đi, đừng có nói chồng nữa, tự nhiên chuyển chồng. Còn con bất hiếu này kia, đồ ngỗ nghịch này kia, nói hoài không nghe, đừng nói nữa. Mình lo mình rèn mình cho tốt, đừng nói nữa. Từ từ tự nhiên chuyển con. Nếu như quý vị mà hiểu nguyên lý này rồi, quý vị sẽ lo niệm Phật liền. Nhớ câu chân thật mà niệm Phật thì giết gì cũng tốt. Như Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không khi còn tại thế, Ngài cũng tán thán tấm gương niệm Phật giảng sanh của Hòa Thượng Hải Hiền. Tấm gương niệm Phật giảng sanh của Hòa Thượng Hải Hiền mình học theo, mình làm được. Nên Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không Ngài nói rằng là
những người niệm Phật khắp nơi trên toàn thế giới nên học theo. Tại vì tấm gương của Ngài á, như chúng ta là đều làm theo được. Đơn giản bình dị, chỉ có một câu Phật hiệu chân thật mà niệm. Gặp sự trở ngại gì thì Ngài cũng niệm Phật. Vì cái việc niệm Phật á, chỉ cần mình thích niệm, mình biết lợi ích, rồi mình thích niệm, không có ai cản mình được đâu. Người ta có thể bụm cái miệng mình, người ta bóp họng mình, nhưng mà cái tâm mình niệm á, không có ai cản được. Chỉ sợ cái mình không niệm thôi. Nó như người ta hỏi Đại Lão Hòa Thượng Hải Hiền lúc mà khó khăn về chùa chiền, tượng Phật bị đập đồ, đuổi người xuất gia bắt đi hoàng tục, đưa vào đội sản xuất. Thì Ngài vào đội sản xuất, ta hỏi lúc đó Ngài có niệm Phật không? Ngài nói quần chúng mà khó lắm, nhưng mà lúc đi chăn trâu thì ngồi lưng trâu niệm Phật, hoặc thả trâu cho ăn cỏ ngồi băng đá niệm Phật, hoặc là lùa dịch thì niệm Phật. Nó thì đem câu Phật hiệu áp dụng trong mỗi lúc mỗi nơi, siêng năng niệm Phật. Rồi bằng đêm người ta ngủ hết thì mình đi lễ Phật. Nghĩa là người ta không cho mình tu, nhưng mà bản thân của mình đã quyết tâm niệm Phật rồi, đâu ai cản được đâu. Như câu chuyện nghịch duyên á, không ai cản được. Nên càng thích niệm Phật mà ta càng cản thì càng thích niệm Phật. Ngộ ấy. Giống như món ăn mình ăn đó, đã ăn ngon, bây giờ người ta giật lại giữa chừng mình thèm. Thèm muốn ăn, càng muốn thèm, càng muốn ăn, đúng không? Nó còn kiểu mà có khi mà quá thuận tiện mình lại ngán nha. Cái mình ăn ngon rồi mà bây giờ cứ đưa ăn hoài, ăn giết ngán, tiện quá. Nhưng mà người ta chặn lại, người ta ngăn chặn mình, người ta không cho mình niệm Phật. Còn mình có thích niệm Phật không? Như Hòa Thượng Hải Hiền là sự cản trở trùng trùng mà vẫn niệm Phật. Đó. Khi mà thuận tiện hoàn toàn hết thì trở lên núi hiện tướng xuất gia lại, tiếp tục tu nữa. Người ta đơn giản, người ta không biết một chữ nào. Vậy mà Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Công nói bái Ngài làm thầy. Niệm Phật 92 năm, không thối tâm. 92 năm, hồi đó giờ coi sách vở chứ tổ sư chưa có thấy vị tổ sư nào mà niệm Phật thời gian dài gì. Và tôi nghĩ hiện là niệm 92 năm. Mà trong 92 năm đó cũng bao nhiêu sự trở ngại mà người ta vẫn niệm Phật, duy trì niệm Phật hoài vậy đó. Ví dụ như giờ Ngài không biết chữ gì hết, gì thì Ngài có đọc giới luật đâu mà Ngài biết gì hết. Vậy mà tại sao Ngài giảng sanh Ngài để là toàn thân xá lợi? Vậy thì rõ ràng rồi. Đức Thích Ca Mâu Ni Ngài nói thờ mặt pháp niệm Phật thành tựu. Vậy cái người mà chân thật niệm Phật là trì giới. Nghe không? Do mình chưa có đủ cái sự chân thật, mình chưa đủ chân thật nên mình thấy nó còn thiếu. Mà đã là còn thiếu thì nó thiếu tùm lum, nó ngộ lắm. Một câu Phật hiệu mà mình nói còn thiếu thì mình thấy nó thiếu tùm lum, thiếu tứ tung lang tang. Nó lang thang tùm lum để nó tìm. Tìm được cái này cái làm vài bữa cái đi tìm nữa. Gặp cái làm vài bữa đi tìm nữa. Đi tìm giết mà. Người ta một câu Phật hiệu người ta đi xa quá trời luôn. Còn mình ở tuốt sau lưng. Nhân Đức nói thiệt nghe. Trong một thời Nhân Đức đi tu 300 anh em cùng thờ. Người ta toàn là có học thức không. Còn mình thì học thực. Nên nhiều anh em cùng thờ nó học giỏi rồi lắm, nhìn thấy đẹp trai phong độ lắm. Có mình là vừa học dở mà ít học mà lại xấu, còn hô. Mình được có một cái là mình lại chịu niệm Phật nghe, tại vì mình biết tham phận. Người ta do người ta có sở học mà người ta thích học. Còn mình không có sơn học gì, nó lợi thế ngay chỗ là mình lại chịu niệm Phật. Vậy mà mình niệm Phật hoài luôn, mình chịu lụi cụi, mình nuôi mấy bà già niệm Phật. Vậy đó mà bây giờ gặp là những anh em đó,
thì nhiều người đi ra đời có vợ, nhiều lắm. Rồi nhiều người đi làm lơi xe, rồi nhiều người đi dạy xe ôm, rồi làm đủ chuyện mà không có thấy người nào ra đời mà đặc biệt hết chứ á. Ra đời không có thấy ai mà gặp lại đặc biệt chứ. Te tu tả tơ tàn tả chứ. Rồi bị vợ chửi, vợ đánh. Nói trong mấy trăm anh em đó có những ông đi ra đời cưới vợ mà bị năm ông là vợ nó quýnh tối ngày. Ông hiền dữ lắm, hồi xưa đi tu hiền lắm luôn á. Không biết sao mà cái nghỉ tu ra đời đi cưới vợ, vợ nó quýnh. Mà lâu lâu gặp lại ông nói là vợ nó quýnh ác độc, cho chỏ không? Trời ơi, vợ này ghê, quýnh cho chỏ. Lên gối đồ ghê. Tại ông lo tu. Ở chi ông tu bây giờ người ta gặp ông là người ta chào ông ai chứ Đạo Phật thôi. Nhưng giờ ông nghỉ tu nên nó cho chỏ lên gối ông chứ sao? Ghê vậy đó nghe. Nên mỗi người chúng ta quý vị gặp được pháp môn niệm Phật nên trân quý. Cái pháp môn tịnh độ này đi vào chỗ là tin. Mình niệm từ từ cái nó lợi ích, nó lợi ích cái mình niệm nữa. Rồi cứ tiếp tục mình cứ niệm, mình thấy lợi ích mình niệm hoài. Còn người ta là do cái người tu tịnh độ mà bỏ cuộc là do ngay chỗ nào quý vị biết không? Là do họ có được cái một số kiến thức cái họ đi tìm kiếm. Rồi họ muốn cầu cảm ứng. Những cái người tu nè, niệm Phật nè, mà cầu cảm ứng nè, cầu cảnh giới nè, cầu tiêu nghiệp nè, cầu thanh tịnh tâm nè, đa phần những người này là không chuyên tu. Ngộ vậy đó. Thí dụ như quý vị thấy như Hòa Thượng Hải Hiền, ngài không có cầu mấy cái đó đâu, ngài cứ niệm Phật à. Ta nói là lão thật mà niệm Phật mà. Lão là già dặn cái lo niệm Phật thôi. Người ta đâu biết gì nhiều, người ta chỉ niệm Phật thôi, đúng không? Chở ngại gì người ta cũng cứ niệm Phật, người ta đâu biết gì đâu nên ta niệm Phật không à. Nhưng mà bổ nguyện Di Đà là câu Phật hiệu tiếp dẫn chúng sanh mà người ta chỉ biết niệm Phật. Mình như vậy thì chắc chắn là người ta niệm Phật là Phật phải rước ta về Cực Lạc chứ sao? Cứ nghĩ đi, đúng không? Nên những công đoạn mà tụi không ngày giảng quan trọng, ngày nói rằng quý vị niệm Phật về Cực Lạc thì muốn học gì học. Nói thấy chưa? Ý nó là sao? Vì mình ở cõi này cái trí của mình nó nhỏ quá. Mà nó tạp quá. Mà bây giờ mình bỏ thêm vô thì nó càng tạp thêm nữa. Thôi bây giờ mình giữ một câu Phật hiệu để mình về Cực Lạc. Mình về Cực Lạc mình học với ai? Với Đạo Phật. Nên Ngài từng giảng một câu, Ngài nói rằng bạn ở đây bạn nghe Pháp 100 năm cũng không bằng nghe Cực Lạc một tiếng đồng hồ. Phật A Di Đà mà Ngài giảng một cái thôi là mình tu môn nào là đắc môn nấy. Còn mình đây mình nghe Pháp hoài mà mình mấy đắc không? Không thấy đắc đạo mà thấy mình mấy đắc cát. Xin lại em lum. Đó nên mình phải miết câu Phật hiệu này. Nên những cái tấm gương niệm Phật giảng sanh mình phải học. Như Hòa Thượng Hải Hiền là tấm gương đặc sắc nè. Như Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không thì Ngài giảng kinh Vô Lượng Thọ, Ngài giảng quá rộng rãi à. Nên mà khi chúng ta nghe chúng ta không nắm được chuẩn một chỗ, Ngài giảng rộng, Ngài mở rộng ra để tùy căn cơ mà tiếp nhận, để học, để tu. Nhưng mà không ngờ có những người ta nghe chỗ này xong cái ta làm, xong ta nghe cái kia cái ta làm, ta cấm chỗ này ta làm, ta cấm chỗ kia ta làm, ta cấm với cuối cùng ta nhổ cái gốc chính ra luôn. Đi cấm gốc mà cuối cùng gò nhổ cái gốc chính. Nên bỏ tịnh độ là bỏ cái gốc chính. Phải chi mà cấm câu ai Đạo Phật cho chắc đi. Rồi muốn học cái gì nhưng mà gom về câu Phật hiệu đó. Vậy thì họ thành công nhưng mà do họ bỏ câu Phật hiệu. Nên họ đi cấm tá lả âm binh, họ cấm giết mà cái gốc chính nó chết. Cái gốc chính nó đã chết rồi mấy gốc con sao sống. Nên câu Phật hiệu là cái gốc chính. Nên từ nơi đó Ngài giảng quá rộng. Vì cái trí tuệ của các ngài. Các ngài giảng gì để có người tham khảo. Nên tại sao Ngài chỉ Hòa Thượng Hải Hiền cho mình? Là tại vì con đường của Ngài đi mình học theo không có đơn giản. Bây giờ trước cũng khó tìm một Hòa Thượng Tịnh Không, mà sau này khó tìm một Hòa Thượng Tịnh Không mà giảng kinh thuyết pháp nhiều gì. Nhưng mà Hòa Thượng Hải Hiền thì trước cũng khó tìm Hòa Thượng Hải Hiền, mà sau này cũng khó tìm Hòa Thượng Hải Hiền. Nhưng Hòa Thượng Tịnh Không Ngài nói một câu rằng tấm gương Hòa Thượng Hải Hiền là chúng sanh 9.000 năm nên học. Thấy không?
Nên một câu Phật hiệu thì càng niệm về sau càng phù hợp. Đúng rồi. Bây giờ mình để ý là rõ ràng càng niệm về sau càng phù hợp. Bây giờ quý vị coi, văn tự của người ta đã ít đọc rồi, sách đã ít đọc rồi, kinh đã ít đọc rồi, đọc là buồn ngủ. Đọc tụng là ngủ, tụng kinh chút là. Thấy không? Là mình biết rồi, câu Phật hiệu thì niệm được nên từ nó đó càng về sau càng phù hợp. Mà bây giờ nó đang ngủ vậy rồi càng nhiều, mấy đời sau chắc nó nằm luôn. Nên từ nó đó căn tính càng về sau càng tệ. Nên mới nói rằng là khi kinh giáo Diệt Tặng là kinh Vô Lượng Thọ lưu hành 100 năm. Cái đó là thấy là đặc sắc rồi đúng không? Mà kinh Vô Lượng Thọ qua 100 năm cũng diệt luôn thì câu A Di Đà Phật tiếp tục. Cứ duy trì hoài, chúng sanh nào thấy được câu A Di Đà Phật, nghe được câu Phật hiệu mà tin mà niệm là được đắc độ. Đó. Nên càng niệm Phật về sau thì càng phù hợp, càng niệm Phật về sau thì càng phù hợp. Nên Hòa Thượng Hải Hiền này không biết một chữ mà ngày niệm 92 năm. Ngày niệm câu Phật hiệu 92 năm. Vậy mà chúng ta không chịu niệm, sợ gì không niệm. Tôi niệm mười mấy năm, từ một tên si cù que hư hỏng ngoài đời, không làm cái trò chống gì. Vậy mà bây giờ tổ chức bao nhiêu chương trình cho người ta được lợi ích. Tôi đâu có nói tôi hay ho đâu, nó nhờ niệm Phật. Thấy không? Đó là rõ ràng, cái người ngồi đây làm bị thấy rõ ràng. Lễ Dưới Quan Âm Như Đức tổ chức mấy chục ngàn người đó, để cho vị thấy rằng đó làm được không? Có hình thức gì đâu. Chương trình lễ lọc không có, hình như cắm hoa giả không luôn, không có trang trí gì luôn, người ta vẫn dê ào ào. Có những nơi người ta trang trí, tờ nội tiền trang trí bỏ và công sức bỏ ra, biết bao nhiêu mà nói. Chùa mình tổ chức, ngày mai tổ chức, hôm nay vẫn còn bình thường tu. Không có cái trang trí gì, chỉ quét dọn chùa sạch sẽ, coi chỗ nào dơ dơ lau dọn rồi xong. Ngày mai tổ chức ta về y. Đó là cái gì? Đó là cái duyên của ai với Đà Phật mà thu nhiếp người ta đó. Chứ mình không có khả năng đó đâu. Nương vào duyên ai với Đà Phật nên phúc duyên của ai với Đà Phật thu nhiếp chúng sanh. Người ta về Phật quang phổ chiếu, người ta an lạc, nên người ta tìm về nơi chốn bình an. Nên từ nơi đó mới bị biết rằng là có Phật hiệu này hay lắm. Hòa Thượng Hải Hiền không biết một chữ, đúng không? Mà niệm Phật một câu Phật hiệu, lạ tai một câu Phật hiệu mà không biết nhiều lại khỏe nghe. Ở tấm gương Hòa Thượng Hải Hiền 112 tuổi mà cái ngày mà giảng sanh là ngày đó vẫn còn đi làm. Tối lỡ đồ đạc tự xiết thì mình biết Hòa Thượng Hải Hiền chắc ít ai chăm lo cho ngài. Cuộc sống của Hòa Thượng Hải Hiền ít ai chăm lo. Đồ đạc xếp đồ gọn ghẽ lên hết, rồi niệm Phật ra đi. Mà trước đó tháng mấy thì cũng hơi biểu pháp một chút, nhưng mà không có lộ lẫy quá. Thì biết vì sao không lộ lẫy không? Vì sao không nói rõ ràng, mở pháp hội báo cho người biết là biết ngày giờ giáng sanh? Biết vì sao mà không làm gì không? Nếu làm như vậy thì Hòa Thượng Tịnh không ngày không có chỉ là quý vị nên học theo. Vì người ta mà theo cái khả năng đó thì ít ai làm theo được. Nên các ngài niệm Phật 92 năm mà ra đi là ngậm một số việc để cho mình nhìn thấy là thù thắng thôi. Nhưng mà âm thầm đi để người sau này khi mà giảng sanh đừng có nói tào lao sùm, có chừng bị trở ngại. Các ngài làm gì cho mình học theo. Hiểu không? Rõ ràng chưa? Đi mà đặc biệt tự tại, xong mà cái bằng chứng thù thắng là để cho toàn thân xá lợi. Để là toàn thân xá lợi luôn. Các Bồ Tát thị hiện phải có cái nhân duyên mà nói là thị hiện để cho con người ta học mà làm được. Tại sao Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không ngày không để là toàn thân xá lợi? Tôi Hòa Thượng Tịnh Không mà ngày để là toàn thân xá lợi thì không lẽ đi tranh cạnh nhau chợ? Bồ Tát với Bồ Tát, Phật với Phật mà đi tranh cạnh chi? Thì mình Hòa Thượng Hải Hiền để là toàn thân xá lợi, để chỉ cho quý vị học là được rồi. Còn Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không thì thông có tông thông giáo, giảng pháp, các kinh đều giảng. Ý muốn nói rằng thông tông thông giáo, các kinh đều giảng, nhưng mà giảng sanh
thì nhìn không bằng người không biết chữ niệm Phật. Thấy chưa? Đó, Bồ Tát Phật từ bi chứ không phải như mình đâu. Chứ không lẽ nói tôi giảng kinh thuyết pháp bao nhiêu năm nay tiếng tâm cả thế giới biết, cũng lẽ giờ tôi thua ông Hòa Thượng Hải Hiền không biết chữ? Không, đâu có chuyện đó đâu. Cái tâm các ngài đâu có hơn thua nhau gì cái chuyện đó đâu quý vị. Chỉ cần làm sao mà đưa cho người ta biết được một cái người đó mà làm được, vậy mà làm được, thị hiện mà làm được. Quý vị biết cái người thế giới cực lạc người ta xuống đó. Có những người thì khẩu giáo, nhưng có những người người ta làm thăng giáo. Có những người thì người ta nói quá trời luôn, có những người người ta không cần nói, người ta niệm Phật không à. Nó Hòa Thượng Tịnh Không, Hòa Thượng Hải Hiền là rõ ràng. Nhưng mà cái tấm gương Hòa Thượng Hải Hiền giảng sanh thù thắng chứ có một câu Phật hiệu, trong sự trở ngại nào cũng niệm Phật. Nên cái tấm gương đó mình phải học. Vì thì bản thân mình tu nó cũng có những sự trở ngại. Nó quý vị coi, để là toàn thân xá lợi mà bây giờ lưu danh cho hậu thế, mà người ta lấy vàng người ta ốp lên trên cái thân xá lợi đó, bây giờ người ta đem bằng thờ người ta thờ, cao minh chưa? Nó ra đi mà để cái tấm gương tuyệt vời chưa? Phải học. Còn vị biết rằng là sư đệ của Hòa Thượng Hải Hiền á, Pháp Sư Hải Khánh á. Ôi Pháp Sư Hải Khánh là quý vị biết ngài là Cà Lâm. Cà Lâm dữ lắm. Cứ là gì? Nói chuyện với mình, ví dụ như kêu thầy Nhẫn Đức đi, kêu Nhẫn Đức. Thấy chưa? Cà Lâm dữ lắm. Mà ở trong chùa nghe, người ta kêu ông làm gì cực khổ, cái gì cực khổ bắt ông làm hết. Đổ nước tiểu, đổ phân, không biết chữ luôn. Pháp Sư Hải Khánh cũng không biết chữ luôn, chỉ có câu bằng hiệu niệm. Mà đặc biệt là sách viết lại nghe, là Pháp Sư Hải Khánh khi niệm Phật không cà lâm. Lạ vậy ta, niệm lớn lắm. Nói chuyện thì cà lâm mà niệm Phật không cà lâm. Khi đi làm cực khổ về chùa, người ta chừa đồ ăn, ngon thì ăn ngon, dở thì ăn dở, không chừa thì nhịn đói, không nói tiếng dòng do chứ. Đặc biệt vậy đó. Mà làm việc cực khổ là bắt làm hết. Nếu mà nói Pháp Sư Hải Khánh là tin sâu nhân quả, thật sự. Đi gánh nước mà chó nó chạy ra nó cắt, người ta bay vô người ta quýnh con chó. Ông nói Phan đừng quýnh nó, tôi cũng từng cắn nó, giờ nó cắn là tôi quề, quýnh nó là tôi trả nợ này chưa xong, thôi đừng đánh chó nó. Thấy chưa? Nói những lời đơn giản rồi quý vị thấy không? Còn như mình mà coi chừng chó bay cắn mình xúc đá chết queo con chó. Mình đâu tin xong chẳng quả như người ta. Dở quá, thấy không? Nó có lần ngày đi ngoài đường người ta lấy chạy xe đạp đụng cái dù văng vô bụi chuối. Thì biết người ta thấy mà bực mình thì sao, trời ơi ông thầy ông đi trong đường vậy mà nó chạy xe nó đụng ông văng vô bụi chuối chợ, thằng này ác nhân bay quýnh thằng này. Ông nói thôi tôi nghiệp chướng nặng nề, nghiệp chướng của tôi chết ai chứ á, đừng đánh người ta, để tôi trả cho xong món nợ này phức cho rồi để tôi về cực lạc. Thì nghe không, tin sâu nhân quả phải không? Bây giờ chúng ta nghỉ. Nghỉ vị u. Quyết chí về cực lạc vị u. Hãy quyết tâm nghe các cụ. Những tấm gương niệm Phật giảng sanh các cụ nghe đó nghe. Giờ chúng ta đọc 12 lời đại nguyện đó là nghỉ nè quý vị. Kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện, thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, thân thể không đau bệnh. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện, thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, tâm hồn không hôn mê. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện, thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung,
không tham đắm ngũ dục. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, tâm niệm Phật Di Đà. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, xả ly ta bà khổ. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, hăng nguyện về tịnh độ. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, con thấy kim thân Phật. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, Phật phóng quang nhiếp độ. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, liên hoa con quá sanh. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài khi vãng sanh tịnh độ, hoa nở tâm khai ngộ. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài khi vãng sanh tịnh độ, chứng ngộ pháp vô sanh. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài khi vãng sanh tịnh độ, chóng viên thành toàn giác. Chúng ta phát nguyện niệm Phật cả đời không thối tâm, và tất cả những sự buồn giận hận trách đều buông xuống hết để quyết chí niệm Phật. Đời này chúng ta hẹn gặp ở Tây Phương Cực Lạc nha. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.